Mentor Trip USA High End Equipment Instruction, cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Dream Center. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn sử dụng thiết bị Mỹ Đế 2M của THOL Dream Center. Tôi là Duy Nguyễn, THOL Founder. Chào mừng các bạn đến với THOL Dream Center. Đây là chương trình hướng dẫn sử dụng máy tập Mỹ Đế 2M. Chiếc máy này trong ngoài nha mấy em, có tên là Pro Performance Plus, dòng máy cao cấp nhất. Đây là một chiếc máy rất là khủng bố mà rất là nổi tiếng trong dòng performance. Với cái máy này thì các bạn không có cần phải chỉnh gì nhiều hết á, nó chỉ có những cái thông số sau đây thôi. Thứ nhất, cái phần này cố định, khỏi quan tâm. Phần này không có chỉnh chiếc gì trơn, vô đặt đặt cái chân thôi. Phần thứ hai là tạ, gắn vô đây. Ở cái máy này nó nặng lắm, nên các bạn tháo hết bên, bằng trường bên nó cũng không sao. Nên gắn tạ nặng cho nó đẹp, tạ 20kg bên. Gắn tạ 10 cũng được mà nó không được đẹp lắm. Những cái vị trí này là vị trí để tạ, các bạn có thể lấy trên đây, bạn bỏ trên đây cũng được. Nhưng mà không nên làm như vậy để cho nó đẹp. Lấy tạ chỗ khác bỏ vô nha. Rồi, có một điều anh Duy không thích là sao? Mặc áo ba lỗ, không lót khăn quất luôn. Là quất đây nè, đứng như này là không thích nha, đoan lai. Không được. Thứ nhất là chấn thương vai, chấn thương da, nhiễm trùng da, đồ các kiểu, sida đồ. Đó, như vậy mới là thích. Lấy khăn lót vô khăn nào cũng được hết đó. Đó, vậy là thích, like. Còn bây giờ vị trí để chân, tùy vào cái kích thước cao thấp để sao cũng được, cứ để tự nhiên thôi, no problem. Mỗi vị trí để chân sẽ có một cái cách cảm nhận cơ chân khác nhau, để chân vị trí để nào cũng đúng hết á. Cái này được thiết kế rất là chắc chắn, hình vòm đặc trưng của dòng máy Pro Performance, nó rất khác so với những cái máy hardware khác trên thị trường để miếng nhôm bóng dánh. Rồi, cái điều quan trọng khi bạn đẩy lên thì nó sẽ có 3 vị trí chốt, 1, 2, 3. Vị trí 1 dành cho người cao, vị trí 2 dành cho người vừa, vị trí 3 dành cho người thấp. Con gái thường thường là 2 với 3. Thì 3 vị trí này để là 3 vị trí chốt cái tạ này thôi. Còn cái vị trí an toàn nó nằm ở dưới đây. Tức là khi mà bạn tập luyện mà bạn quên thả vô một trong 3 vị trí này thì nó sẽ rớt xuống vị trí an toàn. Cái này là minh họa thôi chứ thực tế nó cũng rất khó xảy ra. Tại vì cái cách thiết kế an toàn của dòng máy Performance Plus này nó rất là tốt. Bây giờ cách lên tạ, hai tay cầm vô vậy nè, lên. Không được nha. Và đó là cái chốt an toàn nó đang bị khóa. Khi bạn dùng hai chân bạn đạp lên, bụp, hai tay ép vô giữ luôn. Hí, đó, chuẩn, lai nha. Rồi bạn giữ cái hai cái tay này trong suốt quá trình tập luyện, không có buông ra. Bạn buông ra là bạn khóa chốt an toàn. Bạn buông ra là lập tức á, khi bạn buông ra lập tức á là nó sẽ được chốt lại tại cái vị trí gần nhất của nó. Ví dụ bạn đang đây bạn buông ra, nó sẽ chốt ở đây. Nó còn đây buông ra chốt ở đây. Đây là vị trí cuối cùng, còn có vị trí an toàn nữa. Giả sử như bạn tập luyện trong lúc đó bạn mệt quá, bạn buông tạ, bạn thả cái kiểu gì đó không biết, bạn không có an toàn ăn tiết trong khi khô gì cả thì tự máy nó lo, đúng không? Tới đây nè, nó sẽ có vị trí chốt an toàn cuối cùng nằm ở đây, là cái vị trí bảo hiểm. Rồi, một cái cuối cùng là chốt tạ ngay đây. Có cần hay không cần? Trên lý thuyết là bạn vẫn cần phải khóa tạ ở đây để cho tạ nó không rớt. Nhưng ở cái máy này nó rất là ổn định, nên không cần chốt cũng được, chốt cũng được. Tất nhiên mình chỉ các bạn thì phải làm bài bản, chốt vào. Đơn giản vậy thôi. Còn là người văn minh khi tập xong, tháo tạ đi, anh Duy like cộng điểm. Để như vậy mấy nhọn gái nó ghét cực kỳ luôn. Có thẳng tập full cây xong bỏ đi luôn mấy em. I don't like. Tháo ra, trả lại. Đó.
mình đã tập mái của Mỹ đế đó, thì mình phải có sự văn minh của người Mỹ. Bạn đi qua Mỹ mà tập tạ, bạn không tháo đâu, nó nhìn bạn như sinh vật lạ vậy đó. Nhớ tháo này, tháo đều hai bên luôn nhé em. Rồi, cảm ơn các em theo dõi clip. Everything that we've been through has made us strong. You won't believe we've had our great. But somewhere there's a light inside of us. It shows the way. Not looking for no, no, no heaven or gold, cause I got you. I got you, don't wanna show. Show us off, but you're my all. All that I need. Trying to sugarcoat, but I'm flying so high. I don't even know if I'm coming down. You rock my boat when you hold me so tight. The world just disappears in front of my eyes. I'm telling you why. Hey! This ain't no matter. Hey! The smoke in the mirrors are mirrors. Now the sun's gone down. Like a river rushing way up above. Hey! This ain't. Yeah, this ain't no sugar corn love. Khuyến mãi không? This ain't, yeah, this ain't no sugar corn love. This ain't, yeah, this ain't no sugar corn love. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Hoa Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất chỗ này, 300 triệu. Thiên đường tạ thẻ phi quay. Chiếc máy 130 triệu. Power Rack 2M Half Rack đẳng cấp thế giới. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.